kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành ít phút cùng VTC1 cập nhật những tin tức thời sự lúc 15 giờ chiều ngày 1 tháng 10. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định rãnh thấp khiến gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh làm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ mưa liên tục trong nhiều ngày. Trong 2 ngày đầu tháng này, mưa tăng và diện rộng. 3 ngày tiếp theo mưa giảm, diện rải rác. Từ ngày 6 đến 10 tháng 10 mưa lớn quay trở lại, tăng cả về lượng và diện, kèm dông lốc, gió giật mạnh do ảnh hưởng của rãnh thấp hình thành trở lại. Theo đại diện cơ quan khí tượng, lượng mưa trong 10 ngày đầu tháng ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ khoảng từ 100 đến 150 mm, tăng từ 5 đến 10% so với cùng kỳ các năm trước. Nhiệt độ trung bình 27 đến 28 độ C, thời tiết mát mẻ. Mưa lớn có khả năng gây ngập cho các đô thị. Ngoài ra, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối kết hợp dông lốc, gió giật xảy ra lúc giờ tan tầm nên người dân hạn chế đi qua những con đường nhiều cây to, đặc biệt là bên các tòa nhà cao tầng. Từ đêm qua cho đến sáng hôm nay, mùng 1 tháng 10, trên địa bàn Lai Châu và Lào Cai đã xuất hiện mưa to trên diện rộng, gây ngập úng nhiều khu dân cư, thiệt hại tài sản của nhân dân và sạt lở nhỏ trên nhiều tuyến giao thông. Tại thành phố Lai Châu, mưa lớn gây ngập úng tại km 33 quốc lộ 4D, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện các phương tiện qua đây đều phải đi theo các tuyến đường nội thị khác. Ngoài ra, mưa lớn đã gây ngập úng tại một số khu dân cư, nhiều gia đình bị đổ tường rào. So với các địa phương khác, lượng mưa trung bình dưới 5 mm, thì thành phố Lào Cai ghi nhận lượng mưa lên tới 135,5 mm. Mưa lớn dữ dội khiến hàng chục nhà dân tại nhiều tổ dân phố của phường Cốc Lếu bị ngập úng sâu khoảng 1 mét, gây hư hỏng nhiều đồ đạc tài sản. Sét trong cơn dông còn làm cháy toàn bộ quạt trần, máy tính, TV, tủ mát, đường điện và máy đo mưa tự động của trạm khí tượng tỉnh Lào Cai. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi tất cả các bệnh viện trên địa bàn yêu cầu tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu các bệnh viện cần đảm bảo sàng lọc tất cả người bệnh ngay từ cổng bệnh viện, tổ chức phân luồng người bệnh đến khám một cách hợp lý, đảm bảo người bệnh có triệu chứng sốt, triệu chứng hô hấp tách biệt khỏi những người bệnh khác ngay từ khi đến đăng ký khám bệnh. Và hiện công tác sàng lọc đang được các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì. Đối với các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, được bố trí một buồng khám sàng lọc riêng để tránh lây nhiễm chéo. Nhiều bệnh viện cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai báo y tế, như chỉ cần quét mã QR code có thể khai báo y tế trực tuyến, tránh tập trung đông ở khu vực khai báo. Một vụ tai biến sản khoa khiến cả thai phụ lẫn cháu bé tử vong vừa xảy ra vào rạng sáng hôm nay tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Theo thông tin từ phía gia đình, thai phụ tử vong là Tạ Thị Vân, sinh năm 1984 ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Cách đây 3 ngày, thai phụ làm thủ tục nhập viện tại bệnh viện này để chờ sinh trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Cho tới hơn 22 giờ ngày 30 tháng 9, thai phụ xuất hiện nhiều cơn đau bụng và sức khỏe yếu. Vì lo lắng nên phía gia đình đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ mổ đẻ. Nhưng phía bệnh viện hẹn đến sáng nay 1 tháng 10 mới tiến hành mổ. Đến khoảng 4 giờ sáng nay 1 tháng 10, do sức khỏe quá yếu nên thai phụ đã lịm đi. Tới lúc đó bác sĩ mới thực hiện phẫu thuật đưa cháu bé ra ngoài. Tuy nhiên lúc này cả mẹ và con đều đã tử vong. Hiện tại thi thể cả thai phụ và cháu bé đang được đưa về nhà xác của bệnh viện. Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đang làm thủ tục với gia đình và bệnh viện để thực hiện khám nghiệm tử thi. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố giảm lãi suất kể từ ngày hôm nay 1 tháng 10. Cụ thể, theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày 1 tháng 10, lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng mà ngân hàng được phép huy động cũng giảm từ 4,25% một năm xuống 4% một năm. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính Vi mô cũng giảm từ mức 4,75% một năm xuống 4,5% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng với các lĩnh vực ưu tiên xuống 0,5% một năm, từ 5% một năm xuống 4,5% một năm. Với tốc độ lây lan dịch bệnh như cháy rừng, chính phủ Tây Ban Nha đã lên kế hoạch áp đặt lệnh phong tỏa vùng thủ đô Madrid. Bộ trưởng Y tế nước này cho hay tình hình dịch bệnh tại đây là rất đáng quan ngại và phức tạp khi gần 44% trong hơn 11.000 ca COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua tại nước này tập trung tại vùng thủ đô Madrid. Theo thông báo trên, lệnh phong tỏa sẽ được thực hiện tại thủ đô Madrid với 3 triệu dân và 9 vùng phụ cận với hơn 100.000 người dân mỗi vùng. Người dân tại các khu vực này chỉ được phép ra ngoài với mục đích đi làm, đi học, khám chữa bệnh và mua đồ thiết yếu. Các quán bar và nhà hàng bị hạn chế công suất hoạt động và đóng cửa vào lúc 23 giờ hàng ngày. Các sự kiện tụ tập không được vượt quá 6 người tham gia. Ngay trước thời điểm tài khóa năm 2021 bắt đầu vào ngày hôm nay 1 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật ngân sách tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa do cạn kiệt nguồn chi. Trước đó cùng ngày, dự luật ngân sách tạm thời đã được Thượng viện Mỹ thông qua với 84 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Trong đạo luật tạm thời này, phần lớn các cơ quan của chính phủ
đều được nhận các khoản chi mới. Trong đó, Bộ Nông nghiệp sẽ được nhận 30 tỷ đô la để hỗ trợ các bang nông nghiệp, 8 tỷ đô la chi cho chương trình bữa trưa học đường, hỗ trợ học sinh trong giai đoạn dịch COVID-19 hoành hành. Đạo luật cũng mở rộng ngân sách, tài trợ cho các trung tâm y tế cộng đồng nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như là giải quyết tình trạng bất bình đẳng y tế. Vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch sáng hôm nay mùng 1 tháng 10, Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo TSE vẫn... Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh 15 giờ chiều nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Tôi là Quang Huy. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một sản phẩm mới. Sự kết hợp giữa một đài truyền hình và một hãng công nghệ mới. Một sản phẩm đánh thức các giác quan. Một sự khởi đầu mới mẻ nhưng không kém phần gần gũi. Đồng hành cùng tôi chờ đón một sản phẩm đặc biệt sắp được ra mắt. We'll be right back.